Job chương 42. Job ăn năn và phục hồi. A. Sự ăn năn của Job. Câu 1 đến câu 3. Job thú nhận sự tự phụ và sự thiếu hiểu biết của mình. Câu 1 đến câu 2. Job thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự." Câu nói tuyệt vời này của Job rõ ràng được kết nối với sự thể hiện đầy ấn tượng về quyền năng và sức mạnh của Đức Chúa Trời trên tạo vật. Nhưng nó cũng liên quan đến sự an ủi mà cảm giác về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã mang lại cho Job. Quả thật, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi việc, kể cả việc mang lại sự an ủi và đảm bảo cho Job, ngay cả khi Job vẫn không hiểu nguồn gốc hoặc ý nghĩa của cuộc khủng hoảng của mình. Câu 2b, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Chúa là đấng có thể làm chủ trên Behemoth và Leviathan, chương 40-41, cũng có thể hoàn thành mọi mục đích trong cuộc sống của Job, bao gồm cả ý nghĩa bí ẩn đằng sau những khúc quanh thăng trầm. Câu 3. Kẻ này là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Job đã nói nhiều điều đáng buồn và thiếu thận trọng, cả trong tiếng kêu đau đớn của Job trong chương 3, lẫn trong cuộc tranh luận cay đắng và gay gắt với bạn bè. Có lúc ông nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời và sự phán xét công bình của Ngài trên thế gian. Có lúc ông nghi ngờ liệu có điều gì tốt đẹp ở đời này hay đời sau. Bây giờ, Job đã đi hết một vòng, trở lại trạng thái hài lòng trong sự hạ mình. Mặc dù ông vẫn không biết câu trả lời cho những câu hỏi bởi cuộc khủng hoảng của ông và bởi những người bạn đồng hành của ông gây ra. Job cảm thấy rằng những gì ông nói về Chúa về cơ bản là đúng. Và chính Chúa đã phán với ba người bạn của Job: "Các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job đầy tớ ta đã nói." Nhưng dưới cảm giác về sự hiện diện thiêng liêng, Job cảm thấy rằng ngay cả khi ông nói đúng, ông đã nói vượt quá hiểu biết đúng đắn của chính mình, thốt ra lời nói mà bản thân ông không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Có những cái chúng ta dường như chỉ có thể thở than được với Chúa, chứ lời không diễn đạt hết được ngôn ngữ của trái tim. Roma chương 8 câu 26. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Suy nghĩ của Job ở đây được thể hiện rất rõ qua một trong những bài thi thiên ngắn nhất, thi thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Câu 4 đến câu 6, Job ăn năn trước Đức Chúa Trời. Câu 4, hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói, tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước đây Job dường như muốn thách thức Đức Chúa Trời theo cách đối đầu, chương 31 câu 35 đến 40. Giờ đây, sau sự mặc khải tuyệt vời về Đức Chúa Trời, ông kính cẩn xin Chúa cho quyền được phép nói, xin Ngài bây giờ hãy nghe cho. Câu 5. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Điều này nhắc chúng ta rằng khía cạnh mạnh mẽ nhất trong cuộc gặp gỡ của Job với Đức Chúa Trời, chủ yếu nó không phải là những gì Chúa đã nói, nhưng sự hiện diện đơn sơ đầy yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời với Job đã thay đổi ông một cách sâu sắc nhất. Nhìn thấy Đức Chúa Trời không phải bằng con mắt theo nghĩa đen của ông, nhưng theo một cách thực tế đã mang lại cho Job điều mà ông rất muốn. Biết rằng Chúa ở cùng ông trong cơn khủng hoảng của ông, sự hiện diện tuyệt vời này của Đức Chúa Trời đã khiến Job phải hạ mình. Chúng ta không nên cho rằng những gì Job biết về Đức Chúa Trời nhất thiết là sai. Tuy nhiên, mỗi sự mặc khải mới mẻ và sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời có một độ sáng khiến cho kinh nghiệm trước đây về Đức Chúa Trời dường như bị lu mờ đi. Những gì ông vừa trải qua rất thực, nó làm cho những kinh nghiệm trước đây của ông dường như không thực nữa. Câu 6. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi. Điều quan trọng là phải hiểu từng cụm từ trong câu nói này của Job. Đây dường như là sự tin chắc bình thường về tội lỗi mà ngay cả một vị thánh như Job cũng cảm nhận được trước sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên, có bằng chứng rõ ràng cho thấy Job với tuyên bố này đã thực sự chính thức rút lại những tuyên bố thiếu hiểu biết trước đây của mình. Động từ được dịch là tôi gớm ghê bản thân mình, có thể được hiểu là tôi bác bỏ những gì tôi đã từng nói. Từ ngữ trong tiếng Hebrew theo nghĩa đen, theo quan điểm của nguyên nghĩa là biến mất,
nguyên văn ấy là biến mất. Từ quan điểm sử dụng trên khía cạnh về sự sử dụng là rút lại, từ chối. Vào thời điểm này, Job đã vượt xa những gì ông đã nói trước đây khi tuyên bố tôi chẳng có ý nghĩa gì. Và tuyên bố rằng trên thực tế, ông đã hủy bỏ hoàn toàn bản thân mình. Tôi biến mất, tôi rút lại tất cả những gì tôi đã nói. Tôi từ chối vị trí mà tôi đã đảm nhận. Tôi ghê tởm chính mình. Và cái chữ tôi trong các bản dịch thường là không có trong tiếng Hebrew. Tức là cái nghĩa nó không có sát bằng cái chữ là sự chán ghét, ghê tởm bản thân. Đối với sự ăn năn triệt để, đòi hỏi phải thừa nhận tội lỗi đã biết. Nếu chúng ta kết nối nó với câu 3, Job có thể bày tỏ sự hối hận trước đây, những lời nói dại dột của mình được thốt ra một cách vội vàng và thiếu hiểu biết. Câu 6b, và ăn năn trong tro bụi. Việc Job ăn năn là đúng. Ông đã không làm gì để mời gọi cơn khủng hoảng ập đến với cuộc đời ông. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đó bắt nguồn từ sự tranh chấp giữa Đức Chúa Trời và Satan, như được ghi lại trong Job chương 1 và chương 2. Tuy nhiên, Job đã phải ăn năn về những lời nói sai trái và thái độ sai trái của mình sau cuộc khủng hoảng. Vừa là bởi vì đã quá nhượng bộ trước sự tuyệt vọng trong Job chương 3, vừa là bởi vì lời nói thiếu khôn ngoan và quá khích khi tranh cãi với những người bạn đồng hành của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là Job đã không nhượng bộ bạn bè mình và thừa nhận rằng họ đã luôn đúng. Điều đó đơn giản là không đúng sự thật. Những tội lỗi mà Job ăn năn ở đây đều là những tội lỗi chung. Chung cho tất cả mọi người, dường như càng đen tối hơn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải là nguyên nhân của thảm họa ập đến với cuộc đời ông. Và sau khi thảm họa xảy ra, họ đã phạm tội. Job đã phải ăn năn điều gì? Trong bài giảng của mình, mang tên là Job của tro bụi, thì Spurgeon đã gợi ý một số điều về sự ông ăn năn. Job đã ăn năn về lời nguyền khủng khiếp mà ông đã tuyên bố vào ngày sinh của mình. Chương 3 câu 8. Ai hay rủa sả ngay và có tài chọc Leviathan dậy, hãy rủa sả nó. Job ăn năn vì mình muốn chết. Job ăn năn về những lời phàn nàn và thách thức của mình đối với Đức Chúa Trời. Job ăn năn về sự tuyệt vọng của mình. Job ăn năn rằng những lời phát biểu của ông là dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta. Chương 38 câu 2. Rằng ông đã nói vượt quá tầm hiểu biết và khả năng hiểu biết của mình. Người ta có thể nói rằng những lời này của Job, những lời nói về sự ăn năn, hạ mình và phục tùng trước mặt Đức Chúa Trời, vì những tội lỗi đến từ những người bạn tin kính chứ không phải từ kẻ ác. Những lời này không chứa bất kỳ lời nguyền rủa nào đối với Đức Chúa Trời. Những lời này đã kết thúc cuộc tranh giành giữa Đức Chúa Trời và Satan và chứng minh rằng chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời và Job. Sự tin cậy của Đức Chúa Trời vào đức tin của Job đã hoàn toàn được chứng minh. Job được minh chứng rằng niềm tin vào lòng nhân từ của Chúa. Job là người đã sống sót sau sự thiếu thốn khủng khiếp và thực sự đã phát triển về phạm vi, không được hỗ trợ bởi tín ngưỡng lịch sử của Israel hay những hành động quyền năng của Chúa. Không được hỗ trợ bởi cuộc sống trong cộng đồng giao ước. Không được hỗ trợ bởi các tổ chức thờ phượng. Không được hỗ trợ bởi kiến thức được tiết lộ từ các nhà tiên tri. Không được hỗ trợ bởi truyền thống và bị mâu thuẫn bởi kinh nghiệm. Bên cạnh Chúa Giê-xu thì Job chắc chắn phải là người có đức tin lớn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nói một cách đơn giản, không tức giận đối với Job, Đức Chúa Trời đã cho phép Job phải chịu đau đớn để làm bẽ mặt kẻ kiện cáo và cung cấp sự hỗ trợ cho vô số những người đau khổ sẽ theo bước chân của Job. Điều này bây giờ đã được hoàn thành trong Chúa Giê-xu. B. Sự phục hồi của Job. Câu 7 đến câu 9. Bạn bè của Job bị của trách, Job được minh oan. Câu 7. Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Job, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha người Thê-man mà rằng: Cơn thành nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi. Đức Chúa Trời của trách ba người bạn đồng hành của Job, coi Ê-li-pha là người đứng đầu của họ. Ông là người đầu tiên trong ba người lên tiếng. Điều kỳ lạ là Ê-li-hu không được Đức Chúa Trời nhắc đến trong chương cuối cùng này. Một số người cho rằng điều này là do Ê-li-hu đã nói đúng và quả thực là sứ giả của Đức Chúa Trời đến với Job. Có ý kiến cho rằng khi tính đến sự chính xác những gì Ê-li-hu đã nói, tốt hơn nên nghĩ rằng Đức Chúa Trời không trả lời ông thì nó giống như là cách để loại bỏ Ê-li-hu hoàn toàn. Do đó Ê-li-hu bị trừng phạt với sự im lặng như các đại sứ vẫn thường làm khi họ phạm tội không đáng có. Đó là cách làm của vua để sửa trị những sai lầm. Câu 7b. Bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Job kẻ tôi tớ ta đã nói.
Những người bạn của Job đã nói ra nhiều nguyên tắc chung mà trong hoàn cảnh của họ, những nguyên tắc rất khôn ngoan. Vấn đề là trong hoàn cảnh của Job, những nguyên tắc khôn ngoan của họ không áp dụng được. Họ cho rằng Đức Chúa Trời đang giận dữ và hay phán xét Job, trong khi thì Ngài không có phải là phán xét, và điều này thì làm Chúa không có hài lòng. Điều đó làm Đức Chúa Trời không hài lòng đến nỗi Ngài lặp lại lời buộc tội một cách cụ thể trong câu 8. Vậy bây giờ hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến Job, kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu, rồi Job, kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi, vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như Job, kẻ tôi tớ ta đã nói. Ngài truyền cho họ dâng tế lễ thiêu để chuộc tội, và Ngài truyền cho họ phải hạ mình xuống và xin Job cầu nguyện cho họ. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng họ khá ngạc nhiên về điều này. Chắc chắn họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời luôn đồng ý với họ, hay cũng đúng là tất cả họ đều đứng về phía Chúa mà, nhưng lại biện hộ cho lý do của họ, chống lại Job trong suốt thời gian đó. Nhưng vì trong một số việc họ đã nhầm lẫn nhiều, lại cũng vì họ tự tôn mình lên và có nhiều thành kiến trong cách diễn đạt của mình. Việc Đức Chúa Trời của trách Elipha, Bindad và Sofa đồng thời là sự minh oan rõ ràng cho Job. Đúng là trong lúc thất vọng, bướng bỉnh và khốn khổ, Job đã nói những điều mà ông phải ăn năn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn có thể nói về ông như Job là tôi tớ ta. Nêu Job làm gương về người đã nói những điều đúng. Câu 9. Vậy Elipha người Thêman, Bindad người Su-a, Zofa người Na-ama bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Job. Vì cớ Job, bạn bè của Job đã được chấp nhận. Vì Chúa đã chấp nhận Job, Đức Chúa Trời đã đặt Job làm người trung gian cho bạn bè ông. Đây hẳn là một kinh nghiệm hạ mình và mang tính hướng dẫn cho những người bạn, đồng thời là một kinh nghiệm hạnh phúc và chữa lành cho Job. Những người này không nói rằng, không, chúng tôi sẽ không đi gặp Job đâu. Họ không cố gắng biện minh cho bản thân, họ đã làm chính xác những gì Đức Chúa Trời bảo họ làm. Và khi làm như vậy, họ đã làm một điều vĩ đại và cao quý, đồng thời nắm lấy cơ hội duy nhất để học biết Đức Chúa Trời thêm. Họ đã cố gắng khôi phục Job bằng triết học, họ đã thất bại. Giờ đây Job đã khôi phục họ bằng sự cầu nguyện. Hơn nữa, những xiềng xích giam cầm của chính Job đã bị phá vỡ trong hoạt động cầu nguyện thay cho người khác. Job được phép thực hiện một phương thức trả thù cao đẹp. Tôi chắc chắn đó là điều duy nhất ông mong muốn khi ông trở thành phương tiện đưa họ trở về với Chúa. Ông nói Đức Chúa Trời sẽ không nghe họ vì họ đã nói quá sai về Job. Tôi tớ Ngài. Và bây giờ Job được coi là người trung gian hoặc người cầu thay cho họ. Do đó sự khinh thường đổ lên vị tộc trưởng là Job bây giờ đã biến thành sự tôn trọng. Tức là Đức Chúa Trời không nghe họ là vì họ đã nói quá sai về Job là tôi tớ của Ngài. Câu 10 đến câu 11, Job được ban phước và được bạn bè đón nhận trở lại. Câu 10, vậy khi Job đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Job gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước. Đức Chúa Trời có đủ tốt để khôi phục sự giàu có của Job lại cho ông. Mặc dù Job không bao giờ yêu cầu điều này, trong cuộc khủng hoảng của Job, sự đau khổ của ông luôn bắt nguồn từ những khía cạnh tinh thần nhiều hơn là về vật chất. Tuy nhiên, một khi tâm linh đã được giải quyết, Đức Chúa Trời cũng đã khôi phục vật chất, như ghi chú bên lề trong phiên bản King James mới. Điều này cũng có thể được dịch là Chúa đã xoay chuyển sự phu tù của Job. Đây là một cụm từ gợi ý rằng hành động cầu nguyện cho bạn bè khôi phục mối quan hệ của ông với họ thì theo một nghĩa nào đó đã giải thoát Job khỏi sự bị cầm tù. Và chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói, Ngài phán ở trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 21-26. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka tức là ngu xuẩn thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức làm hòa với họ, kẻ họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Tuy Job không chửi các bạn mình, nhưng có lẽ đã có sự tổn thương, nếu không giải quyết sẽ thành ra cay đắng găm vào ông.
Ở đây Chúa đã ban sự chỉ dẫn cụ thể cho Job, giải pháp là cầu nguyện thay cho họ, thì Ngài sẽ nhậm lời. Nó không nói rằng Đức Chúa Trời đã xoay chuyển sự nghèo khó, sức khỏe cũng như tình bạn của Job. Đúng hơn, theo nghĩa đen, Ngài đã xoay chuyển sự phu tù của Job, một người đàn ông không bị giam cầm, không bị phu tù, vẫn có thể nghèo, bệnh tật và không có bạn bè. Tuy nhiên, cho đến khi Job được mặc khải về Đức Chúa Trời, cho đến khi ông hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, cho đến khi đem của lễ chuộc tội cho bạn bè và cầu nguyện thay cho họ, Job mới được giải thoát khỏi sự bị cầm tù. Điều này xảy ra sau khi mối quan hệ của Job với bạn bè được khôi phục, khi ông cầu nguyện cho bạn bè của mình. Sẽ là một sự phục hồi yếu ớt nếu mối quan hệ của Job với Elipha, Bindad và Sofa vẫn gây tranh cãi và cay đắng như trong cuộc tranh luận của họ. Câu 11. Hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Job từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Job đã từng bị ruồng bỏ ngay cả trong gia đình của mình, như được mô tả trong Job chương 19 câu 13 đến 14. Bây giờ, những mối quan hệ này đã được khôi phục. Thật thú vị khi nhận thấy rằng họ đã chia buồn và an ủi ông về tất cả những nghịch cảnh mà Chúa đã gây ra cho ông. Và điều này thậm chí sau khi những mất mát, Job đã được phục hồi, tình trạng bị phu tù của Job đã được giải phóng. Điều đáng để suy gẫm là ngay cả khi mọi thứ đã ổn thỏa, Job vẫn cảm thấy tổn thương vì những mất mát của mình và cần sự an ủi của con người dành cho họ. Câu 11b. Mỗi người đều cho Job một nén bạc và một cây vòng vàng. Một miếng bạc và cây nhẫn, cái vòng vàng tức là cây nhẫn. Có lẽ là để tôn trọng Job. Một phần để bù đắp những mất mát trước đây của ông, một phần là để chứng minh cho sự tôn trọng đáng kính của họ đối với ông. Câu 12-17. Kết thúc có hậu cho câu chuyện của Job. Câu 12-15. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Job nhiều hơn lúc đăng thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Jemima, nghĩa là chim bồ câu. Con thứ nhì là Kesia, nghĩa là hương thơm. Và con thứ ba là Kerenhabuk, nghĩa là hợp phấn diệp. Bản diễn ý thì dịch là hợp phấn diệp. Câu 14 đọc theo bản diễn ý là Job đặt tên 3 con gái theo thứ tự Yến, Hương, Phấn. Câu 15. Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sử bằng 3 con gái của Job. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Câu 12 đọc theo bản hiệu đính. Như vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Job nhiều hơn lúc ban đầu. Ở đầu câu chuyện về Job chúng ta thấy một người đàn ông được phước và tin kính. Ở cuối sách Job chúng ta thấy một người được phước hơn và tin kính hơn. Cuối cùng mọi tấn công của Satan đều giúp cho Job trở thành một người được phước hơn và tin kính hơn. Nỗi đau buồn của chúng ta sẽ chấm dứt khi Chúa đạt được mục đích của Ngài trong đó. Mục đích ở trong trường hợp của Job là Satan có thể bị đánh bại, bị tiêu diệt bằng vũ khí của chính hắn. Hy vọng của Satan bị thổi bay trong khi hắn có mọi thứ theo ý của mình. Job đã nhân đôi tài sản của mình dưới sự ban phước của Đức Chúa Trời và cũng nhân đôi số con cái của mình. Job có số con cái tăng gấp đôi vì chúng vẫn là con của chúng ta. Những người mà chúng ta đã gửi lên thiên đàng trước chúng ta. Như Mason gợi ý, chúng ta cũng có thể xem chương này là một ví dụ về công việc phục hưng. Dân sự của Đức Chúa Trời bị cáo trách về tội lỗi. Câu 6. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi. Dân sự của Đức Chúa Trời tan vỡ và ăn năn. Câu 6b. Và tôi ăn năn trong trò bụi. Chúa nói với những trái tim cứng cỏi và họ lắng nghe. Chúa nói với Elipha. Dân sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho người khác và Đức Chúa Trời đáp lời để Job cầu nguyện cho các ngươi. Dân sự của Chúa đã vâng lời Chúa, Elipha, Bindad và Sofa đấy, đi và làm như lời Chúa truyền cho họ. Dân sự của Chúa đoàn kết và vui vẻ, tất cả các anh em của ông, tất cả các chị em của ông đều đến với ông và dùng bữa trong nhà của Job. Dân sự Chúa được ban phước, Chúa ban phước cho họ. Job cũng có 7 con trai và 3 con gái. Không có gì có thể thay thế được những đứa trẻ mà Job bị mất một cách thê thảm trong Job chương 1. Nhưng 10 đứa trẻ này đã được sự an ủi thực sự. Đó cũng là một số bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Job với vợ của ông đã được phục hồi tốt đẹp như trước. Các con gái của Job cũng được ban phước độc đáo, được ghi nhận là xinh đẹp và có cơ nghiệp trong số các anh em của họ.
Chắc chắn có mối liên hệ nào đó giữa cách cư xử tin kính của Job với tư cách là một người đàn ông của gia đình. Trong Job chương 1 câu 1 đến câu 4, Job chương 31 câu 1 đến câu 4, câu 9 đến câu 12. Và phước lành này dành cho các con gái của ông. Job chương 31 câu 1 đến câu 4 và câu 9 đến câu 12. Ở đây chép là: Tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng Toàn Năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi xây cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng. Vì điều ấy vốn tôi trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng. Tên của các con gái của Job được một số người quan tâm. Jemima nghĩa là chim bồ câu hoặc ban ngày tươi sáng. Cassia tức là cinnamon hoặc là cassia là về mùi hương thơm. Keren Haruk là một cái bình, một lọ sơn mắt hoặc là cái sừng của sự xinh đẹp. Ý tưởng là cô đẹp đến mức không cần dùng mỹ phẩm. Câu 16. Sau việc ấy, Job còn sống 140 năm. Người thấy các con trai, cháu chít mình đến đời thứ tư. Rồi Job qua đời, tuổi cao tác lớn. Cuộc đời của Job kết thúc lâu dài và đầy phước hạnh. Ông được tưởng thưởng xứng đáng với tư cách là một chiến binh đã chiến thắng một trận chiến lớn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Adam Clark, ý tưởng đằng sau những ngày trọn vẹn và Job qua đời khi ông hài lòng với cuộc sống này, thỏa lòng với cuộc sống này. Bây giờ Job sẵn sàng chết như trước đây. Văn bản cho ông biết là ông thỏa lòng với những ngày tháng, không phải vì ghê tởm đồ ăn mà như một món ăn ông rất ưa thích. Cảm giác là một món ăn mà ông rất ưa thích và bây giờ đã ăn được no nê. Những mục đích lớn nhất, quan trọng nhất đã được hoàn thành nhờ thử thách này. Job đã trở thành người tốt hơn bao giờ hết. Sự sắp đặt của sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã được minh họa và biện minh. Các thiết bị hay là các bộ sầu của Satan bị vạch trần. Sự kiên nhẫn được tôn vinh và khen thưởng. Hội thánh của Chúa đã trở nên phong phú hơn rất nhiều qua kho tàng chân lý thiêng liêng rộng lớn được tìm thấy trong sách Job. Trong cuốn sách vĩ đại này, không có giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng có một sự mặc khải lớn, đó là Đức Chúa Trời có thể kêu gọi loài người hiệp thông với Ngài qua đau khổ. Và sức mạnh của tâm hồn con người luôn là sức mạnh của sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta dù không giống như Job, nhưng tất cả chúng ta đều có Đức Chúa Trời của Job. Dù chúng ta chưa vươn tới sự giàu có của Job và có lẽ sẽ không bao giờ chìm trong sự nghèo khổ, khốn nạn giống như Job, tuy nhiên vẫn có cùng một Đức Chúa Trời ở trên chúng ta và nếu chúng ta ở trên cao và cũng có một Đức Chúa Trời với cánh tay đời đời ở bên dưới chúng ta nếu khi chúng ta bị hạ xuống. Và những gì Chúa đã làm cho Job, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta, không hẳn theo cùng một hình thức, nhưng trong cùng một thần linh và cùng một thiết kế.